Nằm mơ thấy quả mít, điềm báo gì? Con số may mắn. Nằm mơ thấy quả mít chín, gia đình bạn sắp tới sẽ gặp nhiều may mắn thuận lợi, đặc biệt là trong chuyện làm ăn, kinh doanh, buôn bán. Nếu bản thân bạn đang ấp ủ một dự án nào đó, thì sẽ có người ngỏ ý đầu tư. Bạn hãy xem xét thật kỹ lưỡng. Đó là cơ hội, cũng là thách thức. Hãy kiên trì cố gắng trong cuộc sống nhé. Mơ thấy mít xanh. Khi bạn nằm mơ và nhìn thấy một quả mít màu xanh, có nghĩa là bạn sắp phải gặp một số rắc rối nhỏ. Song bạn cũng không nên lo lắng, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, cũng như bạn cần bình tĩnh giải quyết rắc rối và nỗ lực nhiều hơn. Có những đột phá nhất định để tạo nên thành công. Bạn mơ thấy cây mít có rất nhiều quả. Chiêm bao này cho thấy công việc sắp tới của bạn diễn ra rất suôn sẻ. Bạn sẽ có nhiều ý tưởng mới mẻ và sáng tạo, nên được mọi người ghi nhận, yêu mến. Đây cũng là thời cơ để bạn xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp, cùng nhau phát triển. Bạn nằm mơ thấy mình đang ăn mít. Điều này báo hiệu với bạn rằng sắp tới bạn sẽ có nhiều lộc ăn uống, cuộc sống diễn ra khá an nhàn mà không gặp phải bất kỳ khó khăn hay mâu thuẫn gì. Đối với những ai chuẩn bị bước vào kỳ thi thì sẽ đạt được kết quả tốt. Chỉ cần bình tĩnh, tự tin là sẽ được nguyện vọng của mình. Bạn mơ thấy quả mít bị hư. Sức khỏe của bạn sẽ gặp phải một số vấn đề nhất định. Do đó, bạn nên chủ quan, không nên chủ quan và cần phải rèn luyện thêm và bổ sung dinh dưỡng để gia tăng sức khỏe cho bản thân bạn nhé. Chuyện tình cảm của bạn vẫn đang tiến triển tốt đẹp, nhưng vẫn cần có sự vun vén. Đôi khi bạn đã quá mải mê với công việc và quên đi người ấy. Hãy dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc mối quan hệ yêu đương của mình. Chiêm bao thấy quả mít có nhiều gai nhọn. Việc mơ thấy một quả mít có nhiều gai nhọn và bị khô héo là báo hiệu cho việc bạn có thể sẽ gặp phải những áp lực và khó khăn trong cuộc sống. Điều này khiến bạn cảm thấy bất lực và không tìm được cách giải quyết. Bạn nên nhớ đến sự giúp đỡ của người khác để có được lời tư vấn khách quan nhất. Mơ thấy quả mít và con số may mắn gì? Trong giấc mơ thấy quả mít xanh, đánh ngay 76-88. Nằm mơ thấy mít chín 12-29. Mơ thấy mình bổ mít 20-94. Xuất hiện hình ảnh đang hái mít 44-47. Nằm mơ thấy mua mít 34-65. Mơ thấy trái mít rụng 24-73. Trong mơ thấy nhiều quả mít 35-75. Nằm mơ thấy quả mít hư 33. Chiêm bao thấy ăn mít 54. Những con số trên chỉ mang tính chất tham khảo và giải trí. Bạn không nên quá phụ thuộc vào những con số này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong giải mã giấc mơ tiếp theo. Xin cảm ơn.